Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng khai mạc kỳ họp đầu tiên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, đại biểu một số bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 khẳng định, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện sự thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền địa phương trong thời gian tới. Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy, kế thừa và phát huy kinh nghiệm thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức năng, giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Thành công của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 là tiền đề để Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 tiếp tục có những đổi mới để hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, theo chương trình đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh. Nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua 3 dự thảo nghị quyết. 1. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Dự thảo nghị quyết về số lượng ủy viên các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Dự thảo nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 hoạt động trong bối cảnh đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Bên cạnh thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng phải đương đầu với không ít khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 phải đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng
trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh. Là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các chức danh trong bộ máy của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp, đóng góp ý kiến có chất lượng để góp phần vào thành công của kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng, cảm ơn. Thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tống Quang Thìn đã trình bày báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, trong đó khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và thành công tốt đẹp. Kết thúc ngày bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, đây là tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay. Kết quả đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố. Riêng bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đạt 99,07% so với số lượng đại biểu được bầu. Đặc biệt, không có bầu cử lại, bầu cử thêm, không có vi phạm pháp luật về bầu cử và ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 đã thực sự là ngày hội của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 24%, dân tộc thiểu số 4%, trẻ tuổi 16%, ngoài đảng 6%, tái cử 42%, tôn giáo 6%. Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thống nhất ban hành nghị quyết số 59 ngày 10 tháng 6 năm 2021 xác nhận 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, nhiệm vụ cho năm 2021 cũng như cho cả nhiệm kỳ là cấp bách và nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò to lớn của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới với những nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình, bầu đại biểu ưu tú, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý có hiệu lực hiệu quả của nhà nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách. Về các dự án đầu tư quan trọng, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các văn bản về cơ chế chính sách, đảm bảo sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những điểm nghẽn, rào cản đang là cản trở đối với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực. Cũng trong sáng nay, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm rất cao, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã tái trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã tái trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14 tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14. Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14 tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 15. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Thông tin chi tiết về kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình phản ánh trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.